Tiền đó làm gì? Tiền nhiệm đó làm gì để mà để tôi đến ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền quyền đó làm gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó là đẩy các con tôi đi đâu hết. Tôi chỉ yêu cầu là tôi tôn trọng là cái sự bình yên cho nó, ổn định cho nó, không gì ám chạm vào nó. Còn nếu không lấy thì đưa hết cho chúng tôi nuôi, bà nội nó nuôi, thậm chí ai nó nuôi, dư điều kiện để nuôi và không cần yêu cấp gì. Tôi có hiểu cái điều đó và chưa bao giờ ai bỏ cái gì kể cả mà bảo là phân chia ra bảo là cổ tức cổ phần gì đó rồi số tiền đó là cái sự đầu lòng chưa bao giờ tôi nghĩ tới cả. Đặt tên mấy nước nhỏ là Trung Nguyên, Thảo Nguyên, Bình Nguyên, Tây Nguyên, cái tên của thương hiệu là Trung Nguyên. Tôi đâu cần cô, tôi đâu biết tôi đâu phải cần tiền. 25 năm em đang sửa cho mình nhìn lại đâu, tôi đâu có quản lý cái gì tiền bạc gì đâu. Quản lý gì, kể cả tài sản cũng có quản lý gì, tên đứng tất cả những cái gì, trừ cái cổ phần của chúng ta. Nhưng mình thấy là mình phải hiểu là nó là cái gì cái đã. Nguyên cớ, nguyên nhân cũng không phải. Dữ tợn, một người phụ nữ cũng phải sớm một chiều là dám làm và biết làm những chuyện đó. Cái nguyên cớ, nguyên nhân của các học sinh nên phải hiểu cái điều này. Nếu giả sử như, tôi giả sử như những cái gì đã diễn ra và các học sinh đã biết, nếu là người vợ của mình, mình có cắt vợ mình nói được những cái điều giống như và đẩy về cái phía đó không? Về tôi và cả cái tập thể này không ai. Kể cả một số luật sư trước kia bào chữa rồi tham gia chúng ta hiểu là bản chất nó khác. Kể cả những người anh em lãnh đạo cao cấp của chính phủ, kể cả những người cơ quan chức năng, cảnh sát, bộ công an, cái này bên an ninh của bạn. Mình cho những thông tin mình tạo ra đúng chuyện. Khi người ta vô, người ta điều viên, điều tra, tháng này qua tháng kia là có những lúc tê liệt ấy. Phải có kết luận, mình phải đi nói cái này. Không luận thì có thể mình rất là dễ. Những nhà báo đôi khi với cái tâm tích, với cái cảm xúc mình gợi gợi nó khác nhau. Nhưng sống vợ chồng sống bằng cái lòng, nó không sống bằng cái giả bên ngoài nữa. Không thể. Đó là cái điểm quan trọng, cái điểm nó cần. Tôi chỉ nói bổ sung như vậy, không phải là cái chuyện là mình nêu giống như cô là cái gì. Thứ hai nữa, có thể hỏi bất cứ những người anh em Trung Nguyên nào hiện nay đó là đóng góp thì không ai cũng phủ nhận cả. Nhưng bảo rằng là quan trọng là linh hồn là điều khiển hết. Người ta cười lên người đây ai trong cái tổ chức này kể cả các em các cô còn đó không ai có đóng góp bằng chính. Bây giờ tôi đã nói rồi, hãy lùi về đi Trung Nguyên á, đến ngày hôm nay có cô đó có sao, và thậm chí tôi điều khiển từ xa cũng có sao cả, tôi nói sao. Mình cứ đi nói mà ngày đêm thì là một 16 tiếng tao cai yêu cầu cô làm chuyện như vậy. Bảo về đi rồi mình coi lại thư thả đi, mình cắt cái lời tôi khi tôi nói này. Về chăm lo gia đình cho đội Trung Nguyên, mình đâu có phát triển theo cái tầm nhìn của nó. Tầm nhìn của nó không phải là mới mình lên 5 năm đây, nó gần cái chục năm này. Vì cái gì? Tôi nghĩ những cái gì đó nó cần phải có cái giới hạn của nó. Anh không có thể nào mà phủ nhận được tất cả mọi thứ và còn là dùng những cái từ sỉ nhục rất là vô lối và những điều như vậy. Vậy tôi nghĩ rằng là bản thân tôi là người phụ nữ, nhưng mà tôi có quyền được sống như là một con người chứ, quyền được tôn trọng như là một con người chứ. Bất kỳ một cái gì, nếu tôi sai phải nói rõ sai cái gì. Tại sao mà không có thể là dám nói là sử dụng nó liên tục như vậy trong 2 ngày qua? Tôi nghĩ đến đây là anh cũng nên chấm dứt và tôi không cho các anh tiếp tục có những lời nào như vậy với tôi nữa, mẹ tôi nữa. Và mẹ tôi đòi lên tới đây và mẹ tôi đòi lên tới đây để nói nữa. Và tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó anh cũng không được phép, anh nên kiềm chế, anh nên dừng lại. Mẹ tôi không nói gì thêm bởi vì nói gì thêm đó. Nói qua nói về, tôi không có thể bắt cô nữa. Những gì tôi chịu đựng nó đã quá. Cái tuyến này đứng đây là cái tuyến cuối cùng. Cô dùng cái quyền đầu tiên là người vợ, tôi khuyên bảo người vợ dùng mọi biện pháp, dùng cái quyền chức vụ, rồi sau đó cô là bây giờ cuối cùng quyền cổ đông là cái quyền cuối cùng để can dự tất cả, không có từ một cái gì để làm.
nhìn lại cái bản tâm của mình, nó còn quay đầu lại. Tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể, thậm chí là để làm cái chuyện này đòi hỏi tôi là phải về nhà. Tôi chưa bao giờ tôi hình